cây đang xum xê phải không, làm cho nó có năng suất khúc đáy khúc đầu. Cái này, cái này sao hồi xưa trồng hai cây bố? Nói thẳng là một cây trồng sau mấy tháng nó yếu quá, nó không lên được. Rồi. Thế trồng thêm một cây nó vào, thế nó gánh tí cái kia nó lên luôn. Lên luôn phải không? Bây giờ đối với cây này anh hai đối với cây này nha, anh hai thằng rắn ok nha. Thì bây giờ mình sửa này, đừng có đụng để cành cây này đụng cành cây kia. Đúng rồi. Ở trong kia chúng con cây to đấy, đang mang trái đó. Xong rồi sau hai cây này làm cái dây cột vào đó, cột vào nhau. Đấy, ở trong này dọn cái này không dám tỉa nhiều nha các bạn, giờ tỉa nhiều là sợ bố không la nha các bạn. Mấy cành tâm là dọn thôi, còn những cái cành nào đâm hơi qua hai cây nó đâm qua đâm lại là bỏ rồi, bỏ hết đấy, chỉ ăn hai tàng hai bên thôi. Đây cành tâm, cái này ta bỏ đi. Cái nào bố bây giờ bố chỉ còn dám cắt gì rồi, cắt kiểu bố la cái cành này cắt hết để đi. Đúng rồi, cành nhỏ rồi cho nó đủ kéo ngon dữ trời, nuôi mấy cành lớn này, cành này cũng bỏ rồi này đó. Đấy, bố chỉ cành nào rồi cắt cành đấy thôi nha các bạn. Này cứ cắt đi, cắt cho nó khoáng này, nhỏ quá dư thấp quá cắt bỏ. Cái này thấp quá, thấp quá, nhỏ mà thấp đi. Mấy cái mô hình này ngày xưa nó trồng nhiều lắm anh, phải không? Ừ. Thái đuôi mô hình này. Thái Lan nó trồng 3 cây nữa kìa. Đúng rồi, trồng 3 nữa. Sau này nó ghép hai cây này lại với nhau luôn. Ghép hai cây lại kéo lại á. Này cột lại nó tự dính vô luôn á. Ghép lại với nhau. Nó cắt một cây cho nó cột lại anh. Được là có trồng 3 cây. Cây này cắt nhẹ thôi, để cắt nhiều cũng 4 là. Gió quá trồng 3 cây. Đấy cắt nhẹ thôi nha các bạn. Đây này, với những cái cành như thế này nè, bố đâu để được đi mấy cành nhỏ đây. Đúng rồi, để cuốn đang bị bó cành đúng không? Đồ cái kéo này nó có màu mì rồi đẹp chứ. Đấy. Sót chứ, má anh này anh sót mà. Nếu mà trong cắm mà cắm cành nào là trong đánh to trong cắm. Bây giờ tao đâu ông bố ông đâu, ông đi chỗ khác tao ông dám. Bây giờ tao thôi nha. Đây nói chung á. Nói chung á là mấy thằng con á là có một mình ông bố thì bây giờ sợ ông bố ông buồn á các bạn. Thôi bây giờ vậy thì giờ hai cái cây, nếu như anh chị em nào á mà trồng hai cây như vậy thì mình cứ đừng có để những cái cành này nó đụng qua bên này là được. Đấy, bây giờ còn lại bố ông tự xử. Đấy, mình giọt hết bên này hết. Cứ trống hết bên này. Đó, còn lại là bố ông tự xử, bây giờ đâu dám cắt, các bố ông buồn la. Đấy, những cái cành này khô này. Cành khô mới dám cắt đấy, đâu dám đâu mà. Đấy, tôi cắt thì tôi cũng lựa mấy cành nhỏ nhỏ tôi cắt không rồi các bạn. Đấy, đâm hơi qua này, đang đâm qua thấy không? Đấy, nhỏ. Thế này, bây giờ đây này, đây là một minh chứng này. Nếu hàng này không bấm nghe này, thằng này cứ lên trên trời. Rồi ông nậu này mắc lá úp. Thì giờ kéo không được, kéo tét liền. Không kiểu nào kéo được cành này kéo được này. Cành này kéo được này, cành này mà kéo là ra đây liền. Tét lét liền, nó chữ V mà. Nên suy nghĩ gì nữa. Đó giờ bây giờ suy nghĩ giờ chấm cho con cái rồi con bấm. Chấm ở đây nè. Rồi đây 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 giờ ông chỉ mà dám bấm nha. Dạ được rồi, còn bố tự xử. Rồi cành này này bố. Cành này này. Đúng cành dưới. Cành này để cành dưới. Đúng cành dưới. Bây giờ cành nào để cành đúng cành dưới hả? Để cành trên. Để cành để cành dưới chứ. Đúng rồi. Đó, chính xác. Còn này mấy nhỏ nhỏ nhỏ. Cành to để lại ra. Đúng rồi, chính xác, cành to để lại. Vậy á. Thì sơ thâu không dám tỉa nhiều nữa là không có gà với rượu nhậu. con này, đấy, cái này, con mình dạng này, cái này lạ khác này không, đó là cái việc mà mình để cỏ khi mình làm bông làm trái á, sau này mình tính, nhưng mà bây giờ con nói luôn, với để mai mốt lỡ
con không lên này cái đúng cái thời điểm á. Thì bây giờ tại sao vậy? Tại sao con có nói với bố má nể là hai bố cháu mình làm con gà xì rượu, con nói này là khi cây nó ra tàn tới đây thì làm y như cái năm vậy đó, cỏ trong nó sạch, làm bông làm trái là phải nóng vô vô trong gốc, nóng trong cành, thì cái gốc ở trong đấy nó cũng như cái cành rầu giống gì hết á. Thì ở mà này để cỏ xài xài cho con bình thường ha, cỏ cao quá thì cắt cắt nhưng mà để 20 cm để nó giữ được cái, nói chung cái đồ sạch như thế này là vừa phải không? Dạ. Rau thì bây giờ quay trở lại cái câu chuyện mà khi tỉa cành thì bố nhớ vậy này, nhớ là tỉa cành là cây nó không đi đọt mà tỉa nha. Rồi rồi. Cây nó đang đi đọt là mình nhát kéo mình mình hạn chế lại bớt. Đấy. Rồi bây giờ cây này nó khá là tùm. Đây cây này chưa làm. Đây bây giờ này phân biệt này. Bố thấy cái cành này này đang này, cành này mình đang rất là nhiều cành. Cành này là cành đực luôn này. Đấy nó lõm này. Đó. Đàn ông mình có giá trị bao nhiêu đấy không à? Rồi hồi xưa là bố là cũng có cái ý đồ là chặn cái khúc này này là để nó ra này. Rồi với những cái cành này này, em nói em nhìn thấy này, cái cành này cành non đó, nó đang đi vô này. Nó đang đi vô với nữa. Nó đụng. Đây, đây, cành dữ. Bây giờ mình tỉa làm sao là y như cái tam giác vậy đó. Y như cái tam giác từ ở trên đi xuống sổ xuống y như kim tự tháp vậy đó, đi xuống. Thì bây giờ ở trong này mình làm trống ra. Đừng có ngại. Rồi, mấy cái này nè. Đây mấy ông nậu này nó hút dinh dưỡng rất là nhiều. Đồng ý cành lớn, cành lớn, cây lớn này mà để cành bơi nó không có cây phục hồi nó khác. Còn cây này đang lớn. Đó, cây này không cần phục hồi, cây này đang lớn mà. Rồi. Rồi bây giờ dài này, cái cành này nó đang xỉu ở bên kia. Mục đích đó, nó xỉu qua này nó sẽ làm chết. Chú thấy á, bố thấy hai cành nhỏ, cành cành nhỏ nó chết không? Đấy. Tiếc gì đâu, đấy không? Rồi bây giờ mình làm cho cái cây này nó ok một chút xíu nha. Thì bây giờ ví dụ như cây này. Đây, rồi đúng rồi, ok. Rồi cái cành này nè, ta ra để chi? Đấy, đây, cành này mình sẽ giữ hai cành này. Đấy, bây giờ muốn ngon nữa, cây này đang lên. Đấy, là ok, tiền mình sẽ nằm đấy. Nha. Thí dụ như bây giờ đây, mấy cành này nằm vô đây. Bố thấy nó khô này, thấy không? Mình cứ gọt nhẹ nhàng, tình cảm, không có gì hết. Lá này, khô này, rồi giữ lại cái cành này đang lấy. Đúng ra nha. Nói bố nếu như cái cành đây mà đi ngang là mình bỏ, mà đang là đi chéo lên. Rồi rồi. Đi chéo lên mình để nhất thí. Nó có độ khỏe của nó. Nó đi chéo lên mà để. Rồi bây giờ này, ông nậu này, ông nậu này đi lên thì bắt đầu trên kia nó liếp. Bây giờ mình xử lý nè, trong này mình đâu để chi. Đây, phun thuốc sâu rầy nó cũng tốn tiền, thấy không? Phân bón lá rồi nó tốn tiền. Bây giờ mình cứ mình gọt, mình nhát tay là mình gọt nó bớt mấy cái này đã. Đây, mấy nhỏ nhỏ mình gọt trước đã. Rồi. Thấy cái lớn này hỉ rồi, thấy không? Thằng lớn này, rầu, nghĩ đây này. Bấm là bấm chéo nó. Đây, thì bây giờ á, em thấy cành này em giữ em nuôi cành này nó ra. Thì nó ra tới đây, xong nào nó nếu nó lên nó vượt lên nữa thì bấm chặt đọt chặn ra này. Cây này đang lá yếu anh không dám chặn. Đó, thì nó ra bên này nó sẽ nuôi cành này nó phè ra. Chừng nãy giờ mình để là nó vượt lên kia, em thấy ngay chỗ này nó mắc ở trường thấy không? Ừ. Thì bây giờ đây này. Đây, đợt này. Cành này tàn nhiều nha, không giỡn đâu. Đấy, mấy cành nhỏ này. Bấm gọt hết, đừng có ngại ngùng gì hết á, đừng có tiếc gì hết mấy trong này. Nếu mà để tùm này này, nó cũng chết thâu, nhưng không có gì hết á. Đây này, vừa cái cành đây này. Đây, bỏ. Em chỗ đây nè. Chỗ đây để cho ông bố coi rồi mai bố cũng rút kinh nghiệm với chỗ đây này. Mấy cành nhỏ đây này. Này bố, mấy cành nhỏ này. Bố muốn giữ ha. Bây giờ muốn giữ là giữ những cành lớn. Sau này hai cành này, tí nữa hai cành này mình sẽ quyết định sau. Nhưng mà ví dụ như mấy cành nhỏ đây. Đấy, có thấy không? Mấy cành nhỏ đây. Khô hết đây, mấy cành nhỏ mình dọn. Mình dọn hết. Bây giờ hai cành này để tí mình sẽ xử lý nó sau. Bây giờ mình sẽ bước xuống mình coi mấy cành nhỏ dưới này. Đây, cành nhỏ này, thấy không? Có thấy không? Để là nó tùm. Đây, cành này nó đang ra, cành này ngon phải không? Rồi, cành này ngon. Rồi mình để từ từ. Đấy, mấy cành nóng nậu đây nhỏ bỏ. Rau ra khúc này đù tự nhiên nghe thấy nó giọt lên trên chớ nữa ông nào nó giọt lên thì thằng này nó phải giọt lên giờ nắng đâu thì thấy giờ nó đang tầng thấp bắt đây mình bấm nghe đây đấy thì bây giờ cái cành này nó sẽ xà ngang ra đây rồi bây giờ hai cành này nếu như bố để trái cành này với đền cành này nó đè nhau cái trái nó đè nhau thì bây giờ phải ra đi này phải chắc chấp nhận ra đây này đấy nó đè nhau thì bây giờ cái cành này bảo đảm như lớn này cái cành này con bảo đảm như nó lớn 100% luôn đấy nó đè nhau bây giờ mấy nhỏ 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 đây giọt ra trống ra đừng có sợ tiếc cành
đừng có sợ mà cành nó hư hay hết. Ví dụ hai cành này tại sao anh bỏ, tại nó nhỏ, còn cành này mình để nó đang nằm trên này. Ví dụ như bố muốn chặn, tôi thả, bố thả cái tay đây còn to thưa rồi đấy, bố muốn chặn sợ cái cành này nó đụng cành này đúng không, thì bố chặn ngay đây đó. Thứ hai này đâu có đụng đâu, nhất trí. Anh không cực có thử, anh có tiếc không đây, cắt đi tiếc. Cái này tiếc đứt ruột cái chứ, đứt ruột đấy. Cái quan trọng của mình là mình để trái. Còn bây giờ hai cành này, hai cành này này, bây giờ mình đang này 1, 2, 3, cái cành này chỗ đây mình bỏ đâu, còn cái cành này với cành này nó gần nhau quá, mình bấm bỏ cành này đấy, mình giữ cái cành này rau đấy, cái khô nè chạy về chặt. Nếu mình không nói mình làm rất là nhanh, chặt đi xăng cho nó xăng hết rồi, không nói thì làm rất là nhanh. Vừa thôi Đình ơi, mà mình trong kia ai cũng nói nước thấp, có nước ở trong gốc nhiều quá, nước trong gốc nhiều quá, đúng rồi, phải tưới ra ngoài tán ngoài chứ. Thì cái quan điểm mà từ từ hồi xưa á nha, nói cái vụ mà giữ cỏ, giữ cái vụ không giữ cỏ là cũng tranh đấu rất là nhiều. Cái mùa vừa qua là nhà nào giữ lại cỏ nhà lấy ngon, không bị sốc nhiệt, không bị sốc nhiệt đấy. Cái vụ mà giữ cỏ giữ không giữ cỏ là một câu chuyện đấy. Mùa cách đây một tháng trời đó là nhà nào mà mình trồng cỏ mà cứ cưa cách cây về cưa là nhà nó không bị sốc nhiệt, ít rụng trái, ít rụng trái. Nhà nào mà cứ phát hoặc là phát thật sạch mới là bị sốc trái, bị sốc nhiệt. Này con trai chú hả? Đây là còn thằng Định là nhỏ hơn ấy, em ấy. Dạ. Tướng này đúng rồi ông anh. Rồi bây giờ chỗ này này, chú yên tâm, không có sót gì hết. Khi làm cành sầu riêng là không có sót gì, cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là nước đưa ra và cỏ thì sau này cứ điều tiết cỏ cho cây nó êm. Cái vườn nào mà để cỏ bên ngoài khi làm bông làm trái là đạt. Còn vườn nào mà cỏ bên ngoài với ống nước mà nằm bên trong là thua. Cái lộn cỏ bên ngoài không có chứ. Rồi để điều tiết. Đây nè, nghe chỗ đây nè, mấy ông trồng sầu riêng á, mấy cái chỗ đây nè, mấy ông sợ lắm, bấm mấy cành, đồ, phân thuốc bài bản nó ra cái cành sầu riêng cái gì bấm, nhưng mấy cây này bấm phát là đừng có nhót ruột, nha. Bây giờ làm một cây để sau này so sánh, thì bây giờ này chú nhìn thấy này, toàn bộ hết trên đây nó đang bị vượt và cành nó nhỏ, chú thấy không? Cái cành này đâu có giữ được cái nào đâu, nếu mà giữ không được giữ ra đây, thì bây giờ á, con sẽ sửa từ từ. Nếu là bố á, là bố bấm từ từ, bấm cái cành nhỏ như vậy thì sao nữa. Nhưng bây giờ nếu chú bấm này, chú để bố để đây, cành ở trong này chú bố thấy không, nó ra không được, nó chết bà ở trong này, đâu ra được, đâu lòi đâu ra được. Thì bây giờ nó đang ở tầng thấp đây, lên chỗ này không có cái cành nào hết, tại mình so kỹ đây, nhắc, nếu nhắc tay bấm tay lên cái thấy không, nhắc tay, còn nhắc tay hơn nữa, bây giờ mình bấm từ từ nha, giờ bấm từ từ để đấy đấy, mà anh nhắc tay rồi anh bấm từ từ vẫn đụng đấy, rồi anh nhắc tay nữa, cái anh kêu thâu giờ tôi xuống một chút nữa đấy, đây giờ đụng kéo này đấy, rồi anh xuống anh nhắc tay, anh bấm xuống chút nữa rồi anh bắt đầu anh quan sát đồ này nọ. Nhưng mà thực ra đâu, người ta không bấm, người ta kéo cái kéo là tùy theo cái cành. Cái cành này mà kéo là te, cái cành tét vô đây luôn. Thì đó, thì như vô chỗ anh Đông á. Nhiều nhà ta kéo. Thì bây giờ rau kéo tét liền, tùy theo cây. Rau kéo téo kéo á là trời nắng kéo. Và buổi trưa kéo, buổi sáng không kéo, vừa tưới nước không kéo. Vừa tưới nước kéo xem là nó giòn cây. Nước nó nhiều nó giòn cây. Rau bây giờ vậy. Đấy. Thì bây giờ cái cành này nó đâu để? Thì đúng bình thường cái cành này mình bấm này. Đúng không? Bây giờ nếu mình bấm cái cành đấy á, thì giờ còn khúc này để làm chi, thì sao mình không chặn cái khúc dinh dưỡng này luôn. Khúc đó thì nó lên chỗ nhanh. Nó lên chỗ nhanh đấy, rồi không có tiếc rỉ gì hết. Với nữa, nhất trí rồi, cái cành này với cành này nó đang đụng, thì sau này mình coi so sạ cả, không thì bình thường cái cành này ra đi luôn đấy. Rồi hai nuôi hai cành, tiền nó nằm ở đây nè, tiền nó nằm lủng lẳng ở đây nè, nó nằm đây nè, nằm đây nè, sau này con ra là cười hai cười ba nữa rồi, cỏ gãy mất cái này rồi, cắt cho nó ra lại. Đâu cỏ nó gãy rồi, bây giờ đây này, đây cái chỗ này là nhiều, rất là nhiều bà con kiểu cả bố luôn một phân văn này đấy, manh để như một cái chùm ấy ha, anh nuôi mày ra ít thôi, đừng ra quá, nó còn nhỏ, để mai muốn sửa lại một thể luôn. Bây giờ là man bố này, cứ anh để tùm lum hết, cành nào anh cũng để, bây giờ nó tùm lum hết này, thay vì mình giọt
Thì bây giờ dày nhỏ đi xuống, đi xuống ra chính con cắt ngay chỗ này nè, thì chỗ này nó ra bông, muốn ra bông hay không mà chỗ này nè, sau này lớn lên chỗ này nó ra bông nè, nó có nó có phá vỡ cái niêm trạng của chỗ nó có nhiều sẹo, nhiều sẹo nó mới ra bông này. Rồi bây giờ chỗ này ha, nhiều ông bố mới bắt đầu suy nghĩ đủ chỗ này chỗ nào nó cũng như chỗ nào hết, nhưng mà mình phát hiện ồ thằng này cũng ngon này, thì bây giờ từ từ mình tỉa, thì bây giờ mấy thằng nhỏ cho mình ra đi trước đã. Đó, nó chúc đầu xuống đồng ý với thằng này nè, nó đi ngang thấy không, giờ thả ra bố thấy nó đi ngang không, thì cành này nó lớn này không, còn mấy thằng này nè điều nào cũng khô. Mình đi theo cái tam giác từ ở trên chấp nhọn mình đi xuống, ở dưới này to hơn mình tỉa rộng ra. Rồi bây giờ chỗ này giờ bố thấy không, chặn cái đầu đọt nó lại, thì bây giờ cái cành này nó ra này ha, cành này nó ra, đây là nhát tay là mình chặn cái đầu đọt, nhưng mà cành này nó ra nó đụng này này nhát tay, thì bây giờ đây 3 tháng sau con lên cái cây này nó khắc, con bảo đảm với bố luôn khắc luôn. Rồi thì cho này cho nó có khoảng cách, nghe đây mình bấm tỉa đi, có khoảng cách ba cành này lớn, cành này để làm gì nữa đâu. Không vậy đấy, tỉa tỉa một cái cành đồ nó sốc, còn mấy cành này đéo để chi đâu. Lại giờ là con tỉa nhanh luôn nha, đây này bố thấy này, tại con tỉa này bây giờ con giữ ngay chỗ đây này, con giữ chỗ đây ra cho bố này, đây bố thấy này nó ra chỗ đây này thấy không, hai cái cành này con giữ nó ra này. Đấy, thì bây giờ tỉa thằng này nó mới có đường nó ra. Ông nội thằng này nó lên thì thằng này đâu, thằng ở trên đâu có ra được. Giờ muốn kéo á thì thả cái cục cái chai nước. Thả nhẹ. Kéo. Kéo tốt á. Cho hư ông tỉa này, thấy không? Đồ tỉa cành là mê lắm. Đấy, để cái này là không chi đâu. Cụ kéo là không đi cắt cành là cắt là mê luôn á, mấy anh chỗ vườn anh sót nó gốm lắm, cắt cành sót gốm lắm, mà đúng cái kéo nó bén nữa, nãy giờ kéo mà nó không bén là thầu anh nãy giờ không cắt đâu á. Ở ngoài đây chặn cái đầu đọt ngon cái đây đấy, thấy không, nó ra rõ ràng luôn. Đây chỗ đây này tiếc rỉ gì đâu, bây giờ qua chỗ đây nè, không nãy giờ là con gà xì rượu là cũng ok ấy. Chỗ đây, đây chỗ này để làm gì đâu, đây này thấy không, cây đang phục hồi thì mình để cành bơi được, cây lớn là để anh bơi, còn cái cây này là phải làm trống ra phun thuốc đồ này nọ, chứ còn cây lớn là chú bố phun cái này nó vô hết rồi, còn cây này phun mịt mùng xương khối đầu nhân ảnh cũng không thấy đâu hết. Rồi anh thả cái đầu tàn lên cái anh quay phim đây, bây giờ nghe không, chặn thế giờ mình chặn rau nó quàng cái cành này lớn, nó nuôi cái cành này lớn. Cứ đừng có sót cái cành này, bảo đảm với cái cành này sau này á cỡ 3 tháng nữa nó lớn bành bành cho em coi. Đồ nãy giờ là cái mũ cầm được phải không, nãy giờ là đi hơi sót phải không, gặp tỉa cành mới thánh tỉa cành nữa. Đây nghe chỗ này nó đang quặt lên này em này, em thả cái cành này lên này em thấy không, quặt lên này, bây giờ một cành này nó đang sàn ngang, lợi thế của mình là giữ cành này nó đang lên này, anh bỏ cái cành đây thôi. Đấy, cành này cành nhỏ là muốn ăn được thì cứ ăn, cành nào mà xà muốn giữ thì giữ, nhưng cứ cành nhỏ là mình đi tại nó dinh dưỡng, chẳng đầu đọt đó. Ủa cành này cũng còn đụng nè, cành này đụng quá, thế cành này không lên được. Đây giữ cái cành này nó xà lớn ra, nó xà ra ngoài kia, nó xà ra trước đây. Chúng đi dắp vòng chưa hết mà. Đây còn cành này nè anh. Rồi bấm luôn, em cầm cái kéo em bấm luôn cái đầu đọt của bà đấy đi. Bên trong này thì em bấm rồi. Đó, có thực hành gì đâu, với đâu mà. Đó, ở dưới này á là mình đừng có sợ gì hết á. Ở dưới này mình làm cho trống ra trải ra, ở dưới này đừng có sợ gì hết. Đừng cho nó vượt lên để lắng mang mà kia. Cành này này. Chú có biết cái cành này á mà cắt ngắn hơn cành này. Dạ. Cành này nó che hết ánh sáng, rồi cành này sau không lớn được. Bây giờ á, cái cành này nó che ánh sáng này.
cái cành này, cái này ý là chú kêu cắt cành này là ngắn hơn đúng ngắn không? Hơn, đúng rồi. Cái cành người tam giác mà cành dưới ngắn hơn cành trên là cành, vì cành trên nó lớn quá. Cái này là cái này là tùy theo cây, nhưng mà cái cành này sao? Nếu như á là vườn con là con bấm ngay đây nữa này. Con giữ cành này nè, không sao, cái này không có che được, ánh sáng nó đang đi chéo không có che được. Không có che được, nếu như mình để lại cành này mới hư nè. Để cành này ra là cành này hư nè. Đấy, đây nè, đáng lẽ là cái kéo ngay đây nữa này, nó đưa cái kéo y bài luôn á. Đấy, là sửa là vậy đó. Đảm bảo cành này sau không lên được phát triển. Vì chú đó thì dính trường hợp mà mới làm. À, chú dính trường hợp rồi phải không? À, là cành dưới nó càng ngắn nó như thì càng không phát triển được. Dạ. Đấy, vì chú dính mấy cây thái trong kia cả. Đầu tiên nó cũng dùng cành vượt, sau nó cắt phạm quá sau nó không lên được. Rồi để xem cái cành đấy với cành đây sau này rồi phát triển như thế nào. Cành đây nó đang đi ra phía bên đấy nè. Thả qua ngoài thả thử coi. Rồi, cành này nó đang qua bên kia không sao hết, bình thường. Theo em cành này bây giờ anh em mình bây giờ mình soi cành này sao, cành này cũng phải chặn chứ giờ sao? Em cắt đây luôn đó. Ờ, cắt một cây thôi chứ giờ mình cắt nhiều cây là ông bố không cho ra khỏi đường á. Đấy. Rồi, mình xử lý cành này mình cắt để cho hợp lý. Theo bây giờ nhìn tổng quan là cây sầu riêng là nó bị đang là bị sửa một cái cành ti tua, nhưng 3 tháng sau bố sẽ nhìn lại cái cây sầu riêng 3 tháng sau nó năng suất hay không là nó nằm ở chỗ những cái chỗ đấy. Rồi giờ những cái cành này sẵn là làm luôn. Khô rồi thấy không? Đây, nó đang đi ra nè em. Thế nữa đang đi ra. Giữ cành đây. Cành trên này mấy cành trên kia vô tác dụng. Đồ kéo này ngon à, mua ở đâu Lazada hả? Ngon nhất vẫn là cái kéo ấy. Kéo nào? SK5. SK5 hả? 299.000 một kéo cắt chồi, một kéo cắt đồ ăn. À. Đó là cái kéo đó tôi cắt nhiều nhưng thấy lại kéo là ngon nhất. Cái cành này nó đang bị hai cái cành này. Ê, gây. Nửa nào? Đó lại tại mình rồi. sao hai cái em cái cành này nè, giờ em suy nghĩ này, cái cành này cắt ra nó này. Đụng thì bây giờ cắt cành này cho cái đoạn này ra qua này cắt ngay tay anh á. Ờ tay với nữa đúng rồi đồ nó đấy y bài đấy thấy không đủ nó đâu mình đụng đâu nó bên Thái Lan nó làm ngang ngực mình á. Thái Lan là chỗ này đang thưa luôn cái cây luôn.